Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp thứ 3 đã xem xét một khối lượng công việc lớn, đạt sự thống nhất rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng, không chỉ cho năm 2022, mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Tại kỳ họp này đã có 1.484 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 6 phiên thảo luận tổ, 592 lượt thảo luận với 62 lượt tranh luận tại 23 phiên họp toàn thể tại hội trường. Trong đó, tại phiên chất vấn có 133 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 28 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề quan tâm. Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua 5 luật, 16 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp. Đặc biệt, lần đầu tiên tại kỳ họp, Quốc hội có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà Quốc hội khóa 15 xem xét quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án, với tổng mức đầu tư là 392.644 tỷ đồng. Ngay sau kỳ họp, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khắc phục tình trạng, quyết sách đúng, trúng, kịp thời nhưng triển khai chậm, kém hiệu quả.